Xin chào các bạn. Các bạn thấy cô Trinh hôm nay thế nào? Đây là hình ảnh quá quen thuộc trong mùa dịch Covid-19 hiện nay đúng không? Trong khi Bộ Y tế luôn khuyến cáo các con khi đi ra ngoài nè, hay là đến nơi đông người luôn phải đeo khẩu trang y tế đúng không nào? Và bây giờ cô sẽ tháo chiếc khẩu trang ra để mình dễ nói chuyện hơn nha. Và trong khi tháo, các con sẽ tháo hai cái dây thun hai bên ra để mình tránh tiếp xúc bên ngoài của chiếc khẩu trang, sẽ không có tốt vì bên ngoài nó sẽ có chứa rất là nhiều vi khuẩn đúng không? Và đặc biệt nha, hôm nay cô và các con sẽ cùng sáng tạo chiếc khẩu trang này để chiếc khẩu trang này thật là nhìn sinh động và hình ảnh và nhiều màu sắc nữa. Và trước khi cô hướng dẫn các bạn trang trí trên chiếc khẩu trang thì bước đầu tiên các con sẽ lựa chọn loại khẩu trang. Hiện nay thì thường là khẩu trang y tế kháng khuẩn và có rất là nhiều màu để cho các con lựa chọn đúng không nào? Mình chọn màu nào cũng được. Và hai là khẩu trang vải. Đó, khẩu trang vải mà có kháng khuẩn đúng không nào? Tùy chọn màu để mình vẽ. Và bước thứ hai chính là bước các con chọn họa tiết. Có thể là mình chọn họa tiết hoa, lá, con vật mà thường các con đã học. Mình có thể tự do để mình chọn họa tiết đúng không nào? Và bước cuối cùng là tô màu và hoàn thành bài. Và trước khi cô hướng dẫn thì cô sẽ giới thiệu cho các con xem một số mẫu khẩu trang của các bạn đã vẽ. Đó. Đây là khẩu trang em bé. Đó. Đây, có cái này rất là ngộ nghĩnh. Đã. Đây. Và bây giờ bắt đầu cô sẽ thực hành cho các con cùng quan sát nha. Bước đầu tiên các con sẽ dùng bút để mình viền. Dùng bút nào cũng được ha. Cô sẽ dùng bút lông cho nó dễ dính màu hơn. Cô sẽ vẽ họa tiết vào trong chiếc khẩu trang. Sau khi các con phát hình xong thì mình sẽ bước tiếp theo, đó chính là tô màu và hoàn chỉnh bài. Và trong quá trình khi các con tô màu á, các con có thể dùng màu bút lông, dùng bút lông để mình tô. Hai là mình có thể dùng màu sáp, dùng màu sáp tại khẩu trang bằng giấy á thì các con có thể dùng màu sáp được, hoặc là mình có thể dùng màu nước ha. Còn cô Trinh bây giờ cô sẽ dùng màu nước hoặc là màu dạng như là màu acrylic để giữ lâu hơn trên chiếc khẩu trang của cô. Và bây giờ bắt đầu cô tô màu nhé. Đây, cô đã lấy màu sẵn và cô sẽ tô màu.
chứ. Chị sẽ dùng hai màu để cô phối. Còn con bướm thì cô sẽ cho màu cam. Thân nè, cô cho màu nâu luôn. Đó. Cô nhấn lên. Cô chấm thêm cái gốc nhị hoa cho nó sinh động.
giọng. Vậy là cô đã tô màu chiếc khẩu trang xong rồi. Các bạn cùng ngắm chiếc khẩu trang của cô nhé. Rồi, cô chúc các con sẽ thực hành thật tốt bài vẽ ngày hôm nay nha. Bye bye các bạn.